lên nè. Trời ơi, Japan đánh vậy rồi giết anh. Rồi bên kia đánh vậy rồi giết anh. Đéo hiểu luôn á. Rồi sao giết anh? Rồi là trời, đánh vậy rồi giết mết. Ồ, đánh vậy rồi giết mết kìa. Ủa mới đi súp hả? Đồ. Anh nghĩ sao về team Vlad với Evot? Bây giờ nè, ngày mai nha, team Flash với Evot đánh xong á, tôi stream lên tôi nói cho mấy anh em nghe là hiện tại tôi đang nghĩ cái chuyện đầu là ngày mai tôi nói cho anh em là tôi nói 100% là ngày mai cái trận đấu đó nó sẽ theo cái suy nghĩ của tôi. Thằng đơ sẽ bích con gì, đánh cái gì, di chuyển ra sao, KD bao nhiêu rồi tôi tính ra hết luôn. Nhưng tiếc là tôi không cá độ trong cái game này thôi. Anh em nghĩ thử xem, với cái trình độ chuyên môn của Mết á, một ngày Mết cá độ 500.000 vô một cái trận liên minh, một giải đấu liên minh, một ngày Mết cá 1 triệu đi. Một tháng Mết sẽ có 30 triệu để sống. Hoặc là cho một tháng Mết có 20 triệu để sống thôi, khỏi phải đi làm. Thì bây giờ cho Mết, đó là tính thắng thua luôn rồi đó. Nhưng mà tại vì Mết không có cờ bạc, và Mết càng không khuyến khích anh em cờ bạc, cho nên Mết không làm cái việc đó. Chứ bây giờ dòng bây giờ mà cái liên minh này một mình Mết phải chơi 3-4 máy chứ mà sao mà trận đấu nào mà lọt. Ví dụ Mết vô đánh á, đôi khi còn lỗi nha, chứ Mết ngồi ở ngoài mà Mết ngồi Mết nhìn á, trời ơi. Giống như giờ cầu thủ đúng không? Ví dụ mà hôm hồi xưa mà Mết đi làm huấn luyện viên đá banh đi, thằng cầu thủ lại á, giờ đưa cái chân lên trên đùi Mết vậy nè, Mết cầm bắp đùi nó, Mết vỗ vỗ nhìn cái là Mết biết thằng đó đá được hay không liền. Ờ nó kêu Mết gánh nhé kìa, ý là nó chửi tao mày ngu đó. Không, nó chửi em ngu đó đơ. Trời ơi, thấy đánh game hay không? Ok. Hết chiều rồi đó. Kìa nó cắn chơi mày kìa. Trời ơi, trời ơi, quá hay. Anh biết là anh lên level A luôn á đơ. Né nè. Làm gì anh kìa. Trời ơi, hai bùa luôn rồi. Trời ơi. Mày giết đi, nó lát, nó quýnh thường tao cái tao chết rồi. Ok ok. 5 giây nữa anh có siêu, anh đứng lại. Theo. Lát kìa. Theo one cut. Ủa rồi giết anh kìa. Trời ơi. Ê, cái pha đó thật ra là anh đánh. Cái pha đó là đánh có 9 điểm thôi, pha đó anh cho nó giết anh. Xong rồi mày giết nó, mày lấy cái ghét này là pha đó là anh sẽ là 10 điểm. Thấy không? Okay. Mết chơi cái game này á là khi mà Mết đánh vào một pha 9 điểm là Mết suy nghĩ đến một pha làm như thế nào để được 10 điểm. Rồi khi mà Mết 10 điểm á, Mết suy nghĩ như thế nào để làm ra 11 điểm. Mết chơi cái trò này quá hay. Hồi nãy em đi lên tép máy, người ta hỏi anh Mết đâu. Lần sao? Nãy đi tép máy để mày thi đấu á. Ta hỏi anh Mết đâu. Ai hỏi? Mấy anh đi ngoài đường, ai biết anh. Cái năm Mết mà. Không đi theo mà mai Mết thắng. Ghê trời. Trả lời câu đó hay đó. Quỳ chúng nè. Cái lớp virus corona kìa. Mấy anh đó bị khùng. Trời ơi. Nam Y đòi chạy hit với anh kìa. Mới lên quýnh nó đi. À mà nhìn anh quyên Nam Y nè. Chúng ta cho chúng quyên chúng ta cho. Nam Y sợ đáy cầm áo liền. Tao quy, tao quy pha đầu thả con tép bắt con tôm. Quy pha đó để pha sau nó biết anh quy đi đâu. Gà đó nè, đó cái pha này nó biết anh quy đi đâu đó. Đó, pha này mình chết rồi. Rồi sao anh chết được, mày chết chứ sao anh chết. Ủa mày đánh kém mày chết thôi chứ anh sao chết được. Quay lại anh. Nè anh ăn mạng luôn nè, thấy không? Đánh quá ớ mà nhìn lóc kìa. Trời ơi đánh game ghê thiệt. Nè sao đừng chết hết, nè hết rồi. Làm hết quá được phát nè. Ví dụ đéo có cái đó xào sống. Đéo có cái đó xào sống. Đúng chưa, công nhận chưa. Không có cái đó cũng có cái khác. Thôi mày kêu tao mua giày cơ động qua đó nó trụng tao luôn rồi. Không có giày cơ động thì mình đã không đánh vậy rồi. Thôi em non lắm rồi. Em tăng cho Mết nha, đó trời ơi nghe em túi non trời. Tụi em bắn em sao đi đơ. Kìa đứa bắn em. Thôi em non quá rồi đơ. Thiệt. Em non không có ai mà già nữa trong liên minh này. Nhưng mà anh có cảm giác giống như là Yaman đang đây nè. Xuống đó chứ sao này hấp anh em mà nó láo à.
À, anh Quyên ở đây nè. Từ từ Lucian lướt lên dính Quyên anh nè. Nope. À, nó hết mana ha, hoa đã lướt lên rồi. Đây à. Chứ sao, cho anh tính trơn mà. Thôi anh đánh nhanh em không cần dùng thảo nữa là anh Quyên chứ gì. Nè, nhìn nè. Đó, thấy anh Quyên quay lính ghê không? Gia ba nó không đụng như được mày đâu. Nè. Trời ơi, Gia Ban đánh vậy rồi giết anh. Rồi, bên kia đánh vậy rồi giết anh. Đéo hiểu luôn á. Rồi, sao giết anh? Rồi, là trời, đánh vậy rồi giết mết. Ồ, đánh vậy rồi giết mết chứ. Ồ, tiếp đâu? Tại vì có tiền mà mua, mày farm hết trơn thì mày mua đi. Mắc cười ghê vậy đó. Súp kiểu gì á? Ủa, ai? Tao có kêu là tao sẽ đi súp à? Tiện tao ra gần mày bắt tao đánh súp rồi mày nói. Ủa em ai bắt anh? Ai bắt? Tao chuẩn bị tao lóc, tao chuẩn bị tao lóc con Lee Sin luôn rồi. Tự nhiên bắt tao đi súp xong rồi sủi dơ. Rồi tự nhiên đi gần anh đi có nổi đâu cái gì vậy? Liên thiên gì vậy? Mày này láo quá mớt rồi, cần luôn á, có chiêu mấy cái chiêu. Anh Quyên ở đây nè. Nam Y kìa. Mày láo quá à, cứ găng găng hoài à. Đéo hiểu làm gì anh luôn á. Non. Đéo hiểu làm gì găng em luôn á. Đéo hiểu sao giết được anh luôn á. Đéo thì hiểu được luôn á. Hiểu win của này ngày mai đánh giải sao luôn á. Rồi sao bên kia win được giờ? Anh đánh quá hay. Đánh như vậy mày đánh giải đánh sao nữa nè. Bật kẹt. Ý em là ngày mai sẽ đéo có con súp hay nhanh đúng không? Biết trơn luôn. Làm gì có thằng nào thứ hai được. Nếu như mà hàng cơm bát Lào mà đánh súp hay nhanh thì nó tên là Trần Nhân Cường rồi chứ nó đâu có tên là đổ gì lưng. Cái gì lưng bên này? Nguyễn Võ Hành Lưng. À, Nguyễn Võ Hành Lưng. Làm gì tên đó? Ngố mình luôn rồi bay. Cho anh mới trụ á. Tôi không hiểu, là nãy giờ đơ đánh hay chỗ nào luôn á. Nãy giờ tôi làm hết trơn luôn. Thật ra đi bot á, mới nói thẳng luôn, trong chuyên môn á, đi bot là thằng AD chỉ việc farm và bắn thôi, còn lại thằng sup làm hết. Nó làm đỡ với lại đời thì nó ngược lại. Nó làm tất cả luôn. Nhưng mà đó là những thằng sup trình cỡ mết thôi, chứ thằng sup mà trình cỡ đi cái gì nè, CBL thì vứt. Sao mới sup phạm bạn em? Bây giờ á, mới nói thiệt luôn, chỉ cần mà thằng Lào mà đánh sup hay được bằng 1/10 mới đánh con Yana nãy giờ thôi. Là nó vô địch tới thế giới luôn nữa. Nó không cần phải làm gì thêm nữa đó. Tao mới xúc phạm bạn em. Kệ luôn mất rồi. Chứ anh có nói là anh sợ anh đó hả? Đâu anh quỳ đúng hướng nhưng mà tiếc là cái lóc đéo tới thôi. Có anh Tì không? Hết rồi mới bắn kia. À tao nói mày con TF là nó né cái lóc quỳ của tao hộ luôn á. Trời ơi tao chỉ sợ không tới thôi chứ không. Mày lát gì vậy? Nè, nhìn nè. Nè. Thôi đi, đánh không có nói, mình chơi game giao tiếp làm gì? Chứ còn làm gì? Đánh im. Ủa ví dụ pha đó cơ bản nhưng mà không biết nữa chơi game chi? Thôi đi, người ta chỉ tập trung vào mục tiêu thôi. Ồ đéo hiểu luôn á. Trời ơi, Lee Sin kìa. Trời ơi, Nami kìa. Hay đi. Còn cái clip Ultimate hay con Lee Sin hay vậy lắm. Mết á. Trời ơi, tao đẩy ra tao cứu Lucian luôn. Gì vậy? Còn game phải. Anh em thấy không? Cái kiên vệ binh sao màng này nó quá mạnh. Mết nói rồi, từ ngày mà Gaios add cho Mết cái cục kia Mết cắn vô là cặc của Mết nó quá mạnh. Mết chơi game lúc nào Kada cũng đẹp hết trơn á. Thua một là do gừng, hai là do team thôi. Chứ không thể nào, nếu Mết đi gừng là thua do team. Nếu Mết đi lane là thua do gừng. Không thể nào mà do cái việc mà cạc của Mết nó yếu được.